cám dỗ tình soạn ngay tại nhà với sự giúp sức của Quá Ngon. Trong cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả, không phải ai cũng có đủ thời gian để vào bếp nấu nướng, đặc biệt là trong những dịp cần sự chu đáo như các bữa tiệc đám dỗ. Vì vậy, lựa chọn dịch vụ đặt tiệc tại nhà không chỉ giúp gia chủ tiết kiệm thời gian và công sức mà còn đảm bảo rằng bữa tiệc sẽ diễn ra suôn sẻ và ấm cúng. Vậy tại sao nên chọn dịch vụ tổ chức tiệc đám dỗ của Quá Ngon? Đầu tiên là tiết kiệm thời gian và công sức, không còn phải lo lắng về việc tìm kiếm các nhà cung cấp riêng lẻ hay tự mình đi chợ nấu nướng. Quá Ngon sẽ lo liệu tất cả, từ khâu chuẩn bị đến bày trí món ăn với chi phí tối ưu, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể. Thứ hai là thực đơn ngon miệng ngon mắt. 17 món đặc sản chuối danh cùng hơn 300 món ăn thơm ngon, hấp dẫn khác. Đầu bếp nhà hàng trực tiếp đến tận nhà khách, nấu nướng và bày biện món ăn. Mỗi món ăn đều mang đậm hương vị truyền thống, đảm bảo làm hài lòng mọi thực khách. Thứ ba là an tâm về chất lượng. Quá Ngon cam kết sử dụng nguyên liệu tươi ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Thực hiện kiểm tra món trước tiệc để đảm bảo hương vị chuẩn và không có bất kỳ vấn đề không hay nào xảy ra. Và thứ tư, hỗ trợ toàn diện. Đội ngũ Quá Ngon không chỉ đảm bảo chất lượng món ăn mà còn hỗ trợ nhân lực phục vụ trong suốt buổi tiệc và dọn dẹp sạch sẽ sau khi kết thúc. Bạn chỉ cần tận hưởng, mọi việc còn lại đã có Quá Ngon lo. Đừng để những công việc lặt vặt làm bạn mệt mỏi và mất đi niềm vui của buổi tiệc. Hãy liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn của Quá Ngon để được hỗ trợ chi tiết về thực đơn và chi phí nha.